Hôm nay chính thức là 9 ngày đưa cụ lên nặng một tác phẩm sơn tre nhị đá theo kiểu gành đá đĩa nha anh em, rất là đẹp nè. Một cây sơn tre phải nói là đẳng cấp nha anh em nha, cao nó cũng tầm 1m2 thôi anh em. Vào cái chậu thì phủ bì 1m8 nhân 1m3. Cây sơn tre đây là phải si cẩu nha anh em, phải tầm 5-6 tạ đó, nhì theo kiểu gành đá đĩa nha anh em nha, nhì chồng chồng lớp lớp lên luôn em, rất đẹp, dốc đỉnh, phân chi theo cái kiểu dạng là tam đa nè, nhưng mà liền bề nha anh em, quá đẹp anh em. Một cây sơn tre gốc phải nói là cổ kỳ đại thụ, nhị đá tự nhiên nha anh em, cây cực kỳ đẹp, bể đế lẫn tới chút ngọn. Rồi hẹn anh em 3 tháng sau. Rồi chào anh em.